Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2017, tại Bảo Hòa Nam Băng Đức, tại nhà tang lễ Am 271-3597 Berlin, Spandau, đã diễn ra tang lễ của ông Dương Thành Động. Các sư cô của chùa Linh Thiếu đang cầu siêu cho ông và có sự hiện diện của bà con cộng đồng tại Cộng hòa Liên bang Đức và một số tỉnh.